Rồi, xin chào anh em. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chương trình livestream số 2 trong năm 2019. Xin chào anh em. Rồi, xin chào. Chúng ta tiếp tục đến với chương trình livestream số 2 năm 2019 về góc nhìn cuộc sống. Mọi người chào nhau cái nhỉ, sao lại không thấy xuất hiện nhỉ? Rồi, chào Robert Lê. Rồi, chào Trang Thu. Chào Nguyễn Minh. Rồi, chào Thu Hằng Nguyễn. Cảm ơn Robert Lê. Xin chào Dũng Phạm. Cảm ơn Nguyễn Minh, chào Phạm Bắc. Rồi, chào Thu Hằng. Chào Hồng Thu. Chào Phú Khánh. Chào anh Phạm Cu à? Ờ, rồi. Chào Nam Phương Nguyễn, nhớ đi phượt anh Nam nhá. Chào Trung Kiên Nguyễn. Chào Tinh Văn Hoàng. Chào Minh Lê. Chào Ngọc Hoàng. Rồi. Anh em hỗ trợ tôi ghim câu hỏi, lưu ý là những anh chị nào hỏi nhiều thì ghim lại nhá, chứ không là mất công bằng. Bác Hồ bảo là nhiều ít không quan trọng, quan trọng là phải công bằng. Rồi, chào Thuế Duy Tân. Chào Trịnh An. Chào Minh Nhật. Trước khi vào live stream thì thông báo với anh em là hiện nay ở Học viện Siêu Việt Nam có tổ chức câu lạc bộ mô tô. Sáng ngày kia, tức là sáng thứ bảy, thì có cái chương trình đi phượt 2 ngày vào thứ bảy và chủ nhật. Sáng thứ bảy thì xuất phát từ trụ sở của tập đoàn 152 Trần Vĩ vào 7:30, xong đi phượt đi Thung Nai, đi Mai Châu và đến chiều ngày chủ nhật về. Anh em nào đăng ký thì mà có xe mô tô trên 300 phân khối thì đăng ký tham gia cùng. Ước trong 2 ngày như vậy chúng ta chi mất 1.3 triệu. Và anh em nào mà không có xe thì cứ đăng ký. Nếu mà vô tình anh em mà nào mà cho ngồi cùng thì là chúng ta sẽ đi xe, như vậy thì là đi cho nó vui. Lần này đi cung đường cả đi cả về nó rơi vào khoảng hơn 300 cây thôi. Ở khoảng đấy, tầm đấy thôi thì nó cũng dễ chịu. Rồi ạ, chào Hoàng Phượng. Rồi, xin chào Huy, cái gì Nguyễn Huy đây. Rồi. Rồi, mời Hoàng Phượng đi phượt. Rồi, ngồi sau thầy. Chào Lưu Thanh Thương. Chào Châu Linh. Chào Chu Tuấn. Rồi. Chào Đời Là Vô Thường. Chào Thành Long. Rồi. Rồi, tiếc quá không ở Việt Nam mà. Thì khi nào có duyên thì lại gặp nhau thôi. Thì anh em mình đông rồi đấy nhỉ. Nào, xin mời anh em đặt câu hỏi đi. Phải đặt câu hỏi, không là tôi mất dạy đấy. Rồi, Quang Minh thì hâm mộ thầy, rồi thầy cảm ơn. Rồi. Rồi, Đi Tiến Tỷ, rồi cảm ơn. Chào Huy Gầy, chào Kim Anh, chào Nguyễn Châu Hưng. Ô, anh em không hỏi à? Chào Nguyễn Đăng Khoa. Chào Thiên Phúc Võ Phạm. Rồi. Nào, đặt câu hỏi đây của anh Huy đây, từ xem nào. Ghim lại cái nhỉ? Anh em đâu ghim câu hỏi này cái nhỉ? Không nói nhảy này là thầy chị cũng đọc được. Đây, Nguyễn Huy.
Rồi em mãi không tốt nghiệp, ông Huy này muốn đi học mãi à? Rồi đây đây đây, Hải Văn Nguyễn là xin chào thầy. Thầy cho em hỏi làm sao để nắm bắt được tâm lý người khác ạ? Em cảm ơn thầy. Thực ra thì trong cuộc sống này bạn cố gắng nắm bắt tâm lý người khác là không thể. Vì không bao giờ bạn nắm được tâm lý của người ta nếu như bạn chưa từng trải nghiệm qua cái cảm nhận của người ta. Tôi lấy ví dụ, nếu bạn chưa từng nghèo đói thì bạn không tài nào cảm nhận được cái sự đau khổ của sự nghèo đói. Cho nên con nhà giàu mà có tiền mà tiêu thì thông thường nhìn con nhà nghèo với góc nhìn là sao nó keo kiệt thế. Nhưng con nhà nghèo nhìn thấy con nhà giàu tiêu tiền thì bảo sao nó hoang phí thế. Vậy thì vốn dĩ là con nhà giàu nó không được trải qua nghèo cho nên nó không hiểu là phải tiết kiệm. Con nhà nghèo nó chưa trải qua giàu cho nên nó không biết rằng là đối với nhà giàu có khi tiền lại không là vấn đề. Thế thì bản chất của cuộc sống này không phải là bạn có giỏi về tâm lý hay không giỏi về tâm lý, mà bạn phải chịu khó trải nghiệm cuộc sống bằng cách là bạn chơi với nhiều người, mở lòng ra để nghe tâm sự, để thấu hiểu nhiều người hơn thì bạn sẽ hiểu được tâm lý trong từng hoàn cảnh khác nhau, và cái đấy tôi gọi là tư duy của cuộc sống. Thế thì để hiểu tâm lý của mọi người thì tốt nhất bạn đừng nên có cái sự tâm phân biệt là không chơi với nhà nghèo mà chỉ chơi với nhà giàu, hay thấy nhìn thấy nhà giàu mà mình gì nghĩ là họ xấu và mình không chơi với họ, hay là nghĩ là một đứa trẻ mà nó ngỗ ngược thì mình không nên chơi với nó mà chỉ chơi với những đứa cẩn thận. Và những người mà dễ hiểu người khác nhất, đọc tâm lý của người khác tốt nhất lại là những người đa phong cách. Và bản chất để có đa phong cách được thì người đó phải chơi với đa dạng các mẫu người, và đặc biệt chơi là không phải chơi để lợi dụng, để tận dụng, mà chơi để mở lòng, để hiểu họ. Thì vô tình nếu gặp một người khác cùng hoàn cảnh giống như người bạn mình từng chơi thì ngay lập tức bạn thấu hiểu ngay, và không cần đọc tâm lý thì trong người bạn đã hiểu bạn ấy muốn gì. Thì như vậy nó sẽ rất là tốt, chúng ta hiểu, chia sẻ và thông cảm. Đấy chính là trí tuệ. Và chúc cho bạn có nhiều trải nghiệm, không không có tâm phân biệt giữa người này với người khác. Khi gặp họ mở lòng để thấu hiểu họ, để chia sẻ, để thông cảm và dừng ngay phán xét, thì chúng ta sẽ có góc nhìn về mặt tâm lý với từng người nó sẽ rất là rõ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Bạn Tuấn Anh Lê có đặt câu hỏi là em muốn hỏi để làm một CEO giỏi cần những yếu tố gì ạ? Cảm ơn thầy. Việc đầu tiên để trở thành một CEO giỏi, đúng như cái câu hỏi của trước của bạn ấy, là làm thế nào để đọc được tâm lý của từng người, tức là bạn phải thấu hiểu cuộc sống. Tôi lấy ví dụ, khi bạn đi bán hàng cho đại lý trung gian thì bạn phải hiểu đại lý trung gian họ muốn gì. Vậy thì đại lý trung gian họ muốn có lợi nhuận, họ muốn có an toàn, tức là sản phẩm phải gì tương đối ổn để không bị bắt đền, và họ muốn bạn hỗ trợ truyền thông và bán hàng giúp họ. Vậy hãy nói về kết quả nếu bán sản phẩm của bạn thì họ được cái gì, sau đó bạn sẽ làm thế nào để vẽ ra cái cách và bạn thực thi để cho họ cảm thấy khả thi cái dự án mà họ đầu tư tiền vào lấy hàng của bạn, để nó có lợi nhuận tốt hơn những cái dòng hàng khác, chứ không phải nói về hàng hóa. Hay là nói về cuộc sống thì là khi bạn nói về bán bất động sản, nhưng mà nếu bất động sản của người họ mua để ở thì bạn lại quan tâm đến phong thủy, quan tâm đến điện đường trường trạm, quan tâm đến hạ tầng cơ sở, thì như vậy là rất phù hợp với họ. Nhưng mà nếu mà bạn mua bán cho họ để họ mua để mà họ cho thuê thì bạn phải nói đến thị trường cho thuê, bạn phải nói đến giá thuê, thì như vậy thì là bạn sẽ hiểu được cuộc sống của cái người đối diện của mình muốn gì. Vậy đầu tiên làm được CEO bạn phải hiểu được cái nhu cầu của mọi người về mặt cuộc sống, trên cơ sở đó thì bạn thấu hiểu được họ thì bạn sẽ biết được là thị trường muốn gì, khách hàng muốn gì, nhân viên muốn gì, thì từ cái muốn đấy thì bạn mới có nguồn lực bạn tác động lên cái muốn. Đấy là câu chuyện đầu tiên của ông CEO, tôi gọi là tâm yêu thương và thấu hiểu những người xung quanh. Cho nên thường những CEO càng trải nghiệm thì cái nhạy cảm của họ càng cao, bởi vì họ trải nghiệm các tầng bậc con người cho nên họ đọc suy nghĩ con người rất là nhanh. Vấn đề thứ hai
Và làm CEO thì bạn phải chấp nhận được rủi ro, bởi vốn dĩ cái gì mà thành công lớn thì rủi ro cũng lớn, chứ không có cái gì mà thành công lớn mà không có tí rủi ro nào cả. Vậy thì bản chất của người làm kinh doanh, chúng ta phải chấp nhận được rủi ro. Và kẻ nào nhiều sự sợ hãi trong người thì đừng làm CEO nữa. Bởi vì nếu làm thì là bạn luôn luôn sẽ chọn một cái cách làm an toàn nhất. Mà nguyên tắc cách làm an toàn thì tốt nhất là đi sau, bởi vì là nội nước là theo sau. Còn miếng nào ngon thì phải đi trước, tức là ăn cỗ đi trước. Mà đã đi trước là có rủi ro, nếu đau bụng là rơi vào mình. Nội nước mà đi trước thì nếu sụt xuống hố cũng rơi vào mình. Vậy bạn muốn chọn đi trước hay đi sau là quyền của bạn. Nhưng nếu làm doanh nghiệp thì bạn phải đi trước đón đầu, tức là đi trước một bước thì bạn mới có cơ hội thành công lớn. Cho nên bạn chấp nhận phải có rủi ro. Vấn đề thứ ba của làm CEO đó là quyết đoán. Đôi khi có những thời điểm bạn sẽ, nếu cho thời gian cho bạn nghĩ thì bạn sẽ ra được một quyết định nó sáng suốt hơn. Nhưng có những thời điểm buộc bạn phải ra quyết định ngay và bạn không còn thời gian nghĩ. Mà nguyên tắc ra quyết định ngay thì xác suất thua là có. Cho nên vẫn phải quay trở lại đức tính rủi ro. Như vậy, một là khả năng quan sát, tâm yêu thương để thấu hiểu thị trường, thấu hiểu con người, biết được nhu cầu. Hai là bạn phải chấp nhận được rủi ro. Ba là quyết đoán, tức là phải có tố chất của đại ca. Đấy, phải quyết đoán, kể cả chết cũng phải ra đòn. Đấy, thế thì như vậy, ba yếu tố đấy xong, còn tất cả những kỹ năng khác tôi nghĩ bạn hoàn toàn có thể học được. Không ai không học được hết. Đấy. Và từ cái chỗ mà có cái tố chất đấy rồi thì bạn học các kỹ năng và bạn hoạch định cho mình một lộ trình đi bài bản và tham khảo những ý kiến của những người có kinh nghiệm, thì điều đó nó sẽ giảm cái rủi ro cho bạn. Thì chúc bạn trở thành một CEO thành công. Xin cảm ơn bạn. Thế còn đấy, tôi nói về bạn hỏi tố chất, tôi nói về tố chất. Còn các kỹ năng thì trong bạn không hỏi kỹ năng, cho nên trong chương trình này tôi không nói về kỹ năng. Rồi, cảm ơn bạn. Thưa thầy, bạn Nguyễn Mạnh Tiến có hỏi là: thưa thầy, làm sao để vừa phát triển được cái tầm của doanh nghiệp, vừa duy trì và cải thiện được cơ cấu và tổ chức của doanh nghiệp ạ? Thế thì thưa anh rằng là để duy trì được cái tầm của doanh nghiệp mà vẫn duy trì được cơ cấu, tổ chức và phát triển của doanh nghiệp, thì chúng ta phải quay trở lại nhìn bác nông dân. Chúng ta không cần phải nhìn ai cả. Hãy nhìn một bác nông dân. Bác ấy, khi mà bác ấy nuôi một đàn bò thì bao giờ có ba nguồn thu nhập của bác ấy. Một là bên trên tầng cao bác ấy trồng những cây gỗ. Hai là dưới cái cây đấy, tán cây đấy, bác ấy nuôi bò. Ba là bác ấy có thể trồng những cái cây mà thu hoạch ngắn ngày, như là cây rau, cây diếc, để mà bán. Như vậy chúng ta mới thấy rau bán để kiếm tiền sống thường xuyên. Hai là bò nuôi để làm giàu trong một năm. Ba, cây để kiếm tiền trong 10 năm. Như vậy cái 10 năm được gọi là tầm nhìn. Cái 1 năm để nghĩ về lợi nhuận, nhưng mà sống, rau để bán hàng ngày, để sống sót trong hiện tại. Vậy thì bản chất doanh nghiệp cũng vậy. Thì trong doanh nghiệp bạn muốn làm gì thì làm. Bạn cũng thường chia làm gì ạ? Ba nhóm sản phẩm. Một là nhóm sản phẩm dẫn, là nhóm sản phẩm để nuôi sống nhân viên. Có thể lợi nhuận không cao nhưng dễ bán, thì để nuôi sống nhân viên. Hai là nhóm sản phẩm doanh thu để giúp cho khách hàng, là có thể lợi nhuận của dành cho mình cũng không cao, nhưng mà giúp cho khách hàng họ mua cái kim thì nó có cái chỉ. Họ mua cái sợi chỉ thì có thể nó phải có cái cúc, thì họ thích đến đâu mua mà nó có combo thì nó đỡ phải chạy đi chạy lại. Chính vì vậy nó mới sinh ra siêu thị. Và bản chất bạn biết ở trong siêu thị nó mắc hơn ở các cửa hàng bán lẻ, nhưng mà bạn vẫn thích ở trong siêu thị vì lý do đến đó bạn nhặt cái gì cũng có, bạn đỡ phải mất công đi, đỡ phải trả chi phí cho cái việc đi lại và chi phí thời gian. Thế thành ra là có cái sản phẩm doanh số. Và sản phẩm thứ ba là sản phẩm lợi nhuận, tức là công ty đưa ra những cái dòng sản phẩm riêng cho mình. Thì ở đây bạn coi cái dòng sản phẩm lợi nhuận là một cái dòng sản phẩm chiến lược, nó có thể khó bán một chút nhưng nó là chiến lược của bạn. Nhưng vì vậy là dẫn là rau muống, doanh thu là thịt bò, và sản phẩm mà bạn tự nghĩ ra để bạn bán trên cái kênh của bạn thì chính là sản phẩm là những cái cây gỗ để nuôi cái tầm nhìn của mình. Thế thì phải có rau muống thì mới nuôi được quân. Đấy, thì bạn mới duy trì được trong ngắn hạn và có cái tầm nhìn trong dài hạn. Tuy nhiên thì nguồn lực của mỗi công ty là khác nhau. Ví dụ nếu bạn không có tiền để đầu tư lớn thì buộc bạn phải đi chiến lược đó. Có những công ty mà họ có tiền nhiều
mà họ không cần phải kiếm tiền trong ngắn hạn trong 1 năm, mà thậm chí 10 năm sau họ mới kiếm tiền. Chứ trong 10 năm đầu họ xác định là hòa cho được hoặc thua cũng được, mà thua trong phạm vi bao nhiêu họ chấp nhận được, thế thì họ sẽ nuôi. Vậy thì không có đúng, không có sai. Nếu mình ít tiền thì mình phải đi chiến lược của bác nông dân. Nếu mình nhiều tiền hơn thì đi chiến lược bài bản như bọn Tây, là chấp nhận lỗ 1-2 năm và đầu tư thật nhiều tiền để đi. Thế thì mỗi người chọn một cách đi. Thế thì cái cách của bạn, bạn phải có, do bạn không có nguồn lực cho nên bạn phải lựa chọn theo cái cách đi của bác nông dân và hoạch định rõ từng dòng sản phẩm để chúng ta. Và tất nhiên ba cái dòng sản phẩm này phải khai thác trên cùng một cái tập khách hàng, đối tượng khách hàng, thì bạn mới giảm cái chi phí truyền thông và marketing đi được. Thì đấy là cái cách mà để bạn duy trì cả hai. Và tôi chúc cho bạn thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi, Ti Tiền Tỷ có hỏi: em chào thầy, em đang làm việc tại Đài Loan. Rồi trong thời gian làm việc bên này, em có quen ông chủ ở Đài Loan. Ông ấy muốn về Việt Nam mua gỗ, nhưng em lại muốn hợp tác với ông ấy. Vậy theo thầy thì em phải làm sao để đưa được gỗ sang được Đài Loan vậy thầy? Nhờ ghi hộ câu hỏi này với em nhé. Cái này liên quan đến luật xuất khẩu, thì nó lại liên quan đến cái việc xuất khẩu, thì là đương nhiên là phải có giấy phép từ việc đốn gỗ, nguồn gốc xuất xứ trong nó hợp pháp. Rồi thứ hai nữa là phải đảm bảo được các thủ tục về xuất nhập khẩu. Thì cái này thì em lên mạng em tìm hiểu thôi, chứ còn ngay kể cả thầy hỏi thầy thì thầy cũng không thể hiểu hết cặn kẽ cái luật này được, bởi vì luật Việt Nam nó cập nhật liên tục. Thế thì về luật xuất khẩu gỗ là thầy chưa có cập nhật cái này. Thế thì em có thể lên mạng để em tìm hiểu. Còn nếu mà hợp tác với ông và cách làm như thế nào, hiện tại tình trạng nó ra sao thì em có thể hỏi được. Nhưng mà hỏi về luật thế này, tốt nhất là em phải xem luật thì nó chính xác 100%. Rồi, cảm ơn em. Kim Anh: thưa thầy, em đang kết hợp mở một trung tâm chăm sóc sức khỏe với một người. Họ bỏ mặt bằng và họ là người tại bản địa đó, có mối quan hệ xã hội rộng. Em thì mới lên đó mở. Do họ cũng rất thích mô hình này nên họ muốn kết hợp cùng làm với em. Tuy nhiều người nói sẽ mạo hiểm và sợ không hay, tuy nhiên em vẫn quyết định làm. Tức là một bên bỏ mặt bằng và giúp liên kết các câu lạc bộ dưỡng sinh, và họ sẽ lo về các mối quan hệ liên quan để pháp lý và khu vực đó. Em bỏ tiền mua công nghệ và là người trực tiếp học đào tạo kỹ thuật, biển bảng setup một số bỏ ra, một số cố định tại nhà là họ bỏ ra, hết tháng trừ tiền tất cả các loại chi phí còn lại lợi nhuận chia đôi, không tính tiền nhà. Cái cách này thì là cái cách mà thực ra cái cách này tôi gọi là một cái cách mập mờ mà dân Việt Nam hay dùng. Trong đó họ cũng mập mờ, và bản chất là em cũng mập mờ, đánh lận con đen. Tức là nếu trong trường hợp mà nó thành công rực rỡ thì người kia ngay lập tức họ sẽ có cơ hội để làm chủ. Nhưng mà nếu không may mà rủi ro thì người kia đương nhiên là lại còn mất tiền nhà. Nhưng mà tiền nhà họ mất thì xấu nhất là họ mất không đồng, đúng không? Họ không được tiền nhà thôi. Thế còn ngược lại em cũng là mập mờ, là vì thế này: nếu nó phát triển được thì em vẫn nghĩ là câu chuyện chia đôi là em vẫn phê. Nhưng nếu không phát triển được thì xấu nhất em không mất tiền nhà. Mà tôi đọc bọn em đang ngồi để tính toán cho mình một cái cách mà giảm rủi ro cho mình. Em thì giảm rủi ro cho em, còn người kia thì là coi như đầu tư một cái chi phí cơ hội, xấu nhất là không thu được tiền nhà. Vậy thì bây giờ làm như thế này là tôi nghĩ là nó kiểu gì sau để bọn em cũng đến cãi nhau mà thôi. Thế thì thầy mới tính thế này: bây giờ bọn em phải tính là lập một cái kế hoạch kinh doanh đàng hoàng, và trong đó nếu cái tiền thuê nhà mà chúng ta quy ra là 10 triệu một tháng thì họ đóng góp bằng tiền thuê nhà thì vẫn phải trả, ví dụ một năm phải trả 120 triệu, thì bây giờ họ không thu thì cái tiền quy 120 triệu đấy, một năm tiền nhà, được quy vào cái tiền góp vốn. Có đúng không ạ? Câu chuyện em góp máy móc thiết bị vào cũng quy được vào góp vốn. Ví dụ em góp 500 triệu, họ góp 120 là 620. Ví dụ em góp 480, họ góp 120.
thì là như vậy là thành 600. Vậy thì họ được 20%, em được 80%. Nhưng mà như thế họ cảm thấy không an toàn, thì cách thứ ba, họ góp thêm một cái khoản tiền vào thêm nữa để họ chiếm 40% hay 50% hay 51%, đấy là việc góp thêm vào mà không phải ấn định nhất thiết phải là 600 triệu. Tức là sòng phẳng chưa? Sòng phẳng. Thế thì bây giờ từ cái sòng phẳng đấy rồi, thì bây giờ câu chuyện đặt ra là họ sẽ bảo là vậy thì mối quan hệ của tôi thì vứt đi cho chó nó gặm mà, nó còn liên quan đến tiền. Thế thì mối quan hệ đấy mà họ mang data về thì em tính như marketing ấy, thì chi phí cho marketing bao nhiêu phần trăm, thì khi họ mang khách hàng về thì họ được chi phí marketing. Nếu họ sale để mang khách hàng đến nữa thì họ được chi phí của sale. Tôi lấy ví dụ chi phí marketing mà em định hình ra là 20%, chi phí sale mất 10%, ví dụ thế. Thế thì họ mang khách hàng về mà doanh thu từ khách hàng của họ mang về là 100 đồng, thì họ được lấy 30 đồng về. 30 đồng đấy là 30 đồng làm thuê cho công ty, thế còn lại là 70 đồng vẫn phải trả về công ty, và trong 70 đồng đấy có lợi nhuận 20 đồng thì vẫn được chia theo cổ phần, cổ tức theo tỷ lệ cổ phần. Thế thì như vậy nó rất là minh bạch. Nhưng mà bọn em ở đây là đều là suy nghĩ là lợi dụng lẫn nhau, cho nên chính điều đó khiến cho thành công nó dẫn tới cãi nhau. Có công nhận với tôi không nào? Bây giờ cộng đồng mạng bình phẩm cái này một tí xem nào. Nhỉ, chúng ta trao đổi hai chiều một tí nào. Các anh thấy có đúng như vậy không? Đâu rồi anh em không comment à? Comment tí nhỉ? Thầy xin cốc nước cái đã. Đâu rồi anh em đâu không comment à? Rồi mời mọi người uống nước ạ. Ô đâu hết. Thì họ bán được hàng thì họ được phần trăm của cái bán hàng, không? Cho nên là của ai người được hưởng thôi, đừng có mập mờ đánh lận con đen rồi sau là cãi nhau rồi ạ. Anh Robert Lê có đặt câu hỏi là thầy ơi cho em hỏi là tổng, vì tôi không có nhìn thấy câu hỏi của anh, nhưng mà thầy, tôi xin phép tôi trả lời luôn ạ. Anh có đặt câu hỏi là tổng giám đốc với lại giám đốc là khác nhau cái gì? Thì tổng giám đốc thì bạn hình dung thế này, trong doanh nghiệp thì ở mức độ công ty, mức độ công ty nhỏ ấy, thì người ta có thể đặt tên là giám đốc. Còn tổng giám đốc là điều hành nhiều giám đốc của các công ty nhỏ thì gọi là tổng giám đốc. Nhưng có thể cũng trong một công ty vẫn có chức danh là tổng giám đốc, nhưng mà trong cái tổng giám đốc đó thì công ty đấy nó rất là lớn, vì vậy nó có giám đốc chức năng khác nhau. Tôi lấy ví dụ, vì công ty nó quá lớn cho nên nó có giám đốc kinh doanh chứ không phải là trưởng phòng kinh doanh, nó là giám đốc kinh doanh, nó là giám đốc hệ thống back office, nó có giám đốc tài chính, tức là cái giám đốc chức năng khác nhau. Vì ở dưới nó đã đặt tên là giám đốc rồi thì bên trên là tổng giám đốc. Nhưng tôi tổng kết với bạn rằng là bạn phải tập trung vào bản chất, cái tên giám đốc hay tổng giám đốc cũng không quan trọng, quan trọng là họ làm gì. Thì thưa với bạn rằng là trong doanh nghiệp có 6 mảng. Mảng thứ nhất là mảng chiến lược. Thế thì thông thường mảng chiến lược này là thằng tổng giám đốc. Còn nếu trong công ty không có tổng giám đốc thì thằng giám đốc và hội đồng quản trị phải làm. Cái mảng thứ hai là mảng kinh doanh. Thì nếu trong doanh nghiệp là tổng giám đốc thì thằng giám đốc kinh doanh nó phải làm chiến lược kinh doanh. Còn trong công ty mà chỉ có trưởng phòng kinh doanh thôi thì thằng trưởng phòng kinh doanh với thằng giám đốc phải ngồi làm kế hoạch kinh doanh một năm. Tiếp tục, bên dưới thì nó là có nhân sự, có gì ạ? Có pháp lý, có tài chính. Như vậy trong doanh nghiệp có 6 mảng nhá: chiến lược, kinh doanh, tài chính, nhân sự, vận hành và pháp lý. Thì bắt đầu bạn mới thấy là xuất hiện là giám đốc vận hành. Vậy thì trong doanh nghiệp có cái đích đến đó là chiến lược.
và vận hành để đi đến chiến lược. Và trong vận hành để đi đến chiến lược thì có cái đội ngũ nguồn lực bao gồm tài chính, bao gồm nhân sự, bao gồm tài chính nhân sự này, rồi là hành chính này, kế toán này, vân vân. Đấy, thế thì như vậy là cái bộ đấy là bộ thực hiện, bộ nguồn lực để thực hiện đi đến đích. Thế thì cái ông